Giơ tay lên nghiêng nè. Nà đứng hơi cứng nha. Có chị quay không đi? Có, đang quay em đó. Đây nè. Thằng cô vẫn một nét nhẹp, nét mặt. Còn 10 cái video một nét mặt không? Không phải cứ đi cà phê một cái nước nữa. Đi gói hả? Đợi tay. Đây nè, đây. Mới đầu còn quấn khăn quấn đồ chặt là banh hết. Ta mới phát hiện ra một cục ngay trong mũi rất chi là phê. Nãy giờ tiếng nước ruồi lắm mà. Nhưng mà sợ không chảy máu ra là mất phê. Bánh không á em, đường lương nữ học á em. Lương nữ học hả? Ừ. Vậy ạ. Cố gắng em nè. Cái kèm này móng tang cũng câu nó nặng xong sạch mặt luôn đó. Có tình nào.
mụn này nhỏ. Ai chỗ nắng có cục nắng nặng mặt mũi nắng ra chảy máu lên kia. Không còn trời. Chắc họ đăng nhập vô máy này quá. Tải lên chẳng khỏe cho rồi. Cái này còn nhớ nó không? Còn ở trong máy nhớ. Như vô máy mô là phải có xác nhận của cái này đúng không? Xác nhận của bọn hôm trước là xác nhận của bên kia. Cái gì? Mẹ mẹ tính chụp đồ. Xin qua lại hậu trường chụp. Con
Cho chị xí bông nước muối em ơi. Câu này xong cái này là thả đi về tắt thở. Cái này khoảng cầu đường đó quá nhiều. Chắc cũng mót được sơ sơ không được nhiều. Để đi sao đi sợ anh chịu nổi. Mà Lan cũng rung rồi, mệt rồi. Chị đó rồi. Hôm nay phải tập trung quá thì. Và đây nè, xí mình chung nhớ văn cầu. Má mình thấy rõ, mụn không thấy rõ. Đỏ quá mà. Lo cũng sụi rồi đừng nó hắn. Mua đặc biệt nữa. Đó, một cục. Trước cái ly đang nhạt thử cái ly. Đang nhạt cho mọi người.